cùng trận cho Son Kata, cho Son Kata chỉ biết đâu một lần bằng hai quân thì cân cho Son sẽ nhỉnh hơn một chút, một tí là cho Son nhỉnh hơn một chút, nhưng mà Kata không phải là quân vừa, chỉ biết thế nào. Và cùng với đây là trận thi đấu chung kết rồi, và thấy các anh bảo đánh nốt trận này do là thể lực các cầu thủ cũng đã xuống rất nhiều khi mà các anh đánh từ sáng đến bây giờ. Không, anh thì anh đánh xong thì vâng, em đánh xong thì lại phải ngồi chờ rất là lâu nên là thể lực cũng giảm xuống, nên là do vậy là cái phong độ cũng không được quá mắc bình, đã thấm mệt. Vâng, hai trận để thua cực kỳ đáng tiếc. Ở chiều tôi nghĩ là nếu như mà lúc phong độ Hồng Anh mắc bình thì khả năng chiều hướng nó sẽ khác, không dám nói là thắng nhưng mà chiều hướng nó sẽ khác, không phải như vậy. Và thôi, bỏ qua tất cả và chúng ta sẽ đến với trận thiếu này. Đây là chỗ chung kết. Một bì hô dành cho Hồng Anh. Hơi xa. Có lùa về không? Bì hô 6 con. Một con để nấp sau cây gỗ. Không, như vậy là 7 con. Hồng Anh lại có lùa được về hay không? Khá nhiều rừng. Và các thủ đánh phần đánh chạm 3. Chạm 3 thôi. Và Hồng Anh thua ở Hồng Anh thua 2-0. Vậy đây là trận chung kết. Hồng Anh chỉ cần một chạm là Hồng Anh sẽ thắng. Chim cũng vậy. Đúng rồi, các bạn trên không chat nói đúng. Một chạm 3, chạm 5 thì mệt quá, chuyển thành chạm 1, chạm 3. Nó cũng như nhau thôi mà. Con hiệu đang hơi khó chịu. Hồng Anh đang khá đẹp. Con hiệu đầu tiên. Mới thấy hai đàn hiệu dành cho Hồng Anh. Không biết bãi quả phụ nằm ở đâu. Trận trước thì là trận Phonician em không có quả phụ. Chẳng lẽ trận này cũng không có sao? Ba trận đều không quả phụ sao? Và cho dân đi về và dò cánh bên kia. Nhận ra cánh này thì không có quá nhiều đồ. Thấy rất chăm chỉ. Mặc dù là rất mệt rồi nhưng mà em vẫn lùa cái đàn hiệu này về. Một đàn hiệu cực kỳ xa. Cố gắng ép. Kèo đấu cho Son và Kata thì mình nghĩ là kèo đấu cho Son đã nhỉnh hơn một chút. Nhưng trong thể hiện tại chắc là cân thôi. Cân thôi. Đánh lô. 24 dân và vẫn tiếp tục xin dân. Một con voi. Sẽ câu về. Đánh lô đội này. Và hy vọng là sẽ thấy bãi quả phụ. 25 dân, đây rồi. Nói phát ra luôn. Tươi. 25 dân có ngừng xin dân không hay tiếp tục? Vậy là ngừng xin dân rồi. 25 dân bài đấu này. Vậy đã đủ đồ. 7 hiệu 7. Bãi quả phụ 5 và một con voi. Đủ đồ một bài đấu 25 dân. Hình như không còn con hiệu nữa thì phải. Chuẩn bị kích đời. Còn cái 7 hiệu rất xa. Đang ông anh kích đời chậm hơn một chút. Gỗ đang tương đối nhiều. Ép thứ hai. Phải đấu mà hơi nhiều gỗ. Một hit không sao. BB sẽ được ở đâu? 25 dân. Hai bên đều đánh 25 dân và bên kia sẽ là người đánh dò 9%, còn Hoàng Anh là 10%. Như vậy lại cân bằng cân kể bằng kể cả về chỉ số dò lẫn chỉ số dân. Ông chim như đã lên đời rồi. Thấy điểm số vừa mới nhảy. Không vấn đề gì cả. Một cái bài mà solo phù. Có thể gọi là solo phù. Thì lên sự quá sớm. Còn lên sớm hơn thì cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Đây là BM. Và đây là BL. Hoàng Anh cũng kích khoảng tầm cuối 10. Chim lên trước.
kích đời 26 dân, như vậy là 25 cộng 1 rất chuẩn. Và kích cái bánh xịn, vâng, kích cái chặt gỗ trước. Kích rồi. Có kéo dân quả về không? Chặt cây gỗ lẻ cũng được, tí vẽ ruộng. Thôi kéo về thôi. Không còn quá nhiều thịt ở bãi quả này. Con giò xin chưa? Có giò. Nâng công nghệ không? Tôi đang nghi ngờ mà cái bài bên kia không biết chim phải đánh một bài thẳng cung ăn một váy hay không. Cho son và ca tha để hai cung ăn một váy nó ngang phèo. Không, như vậy là bài bên kia là độ ăn nhiều vàng hơn cả ông anh cơ. 170 vàng rồi. 170 vàng và ông anh đang đánh giò thủ. Không biết chỉ số giò bên kia có lên không. Nếu lên thì mới là đi giò, còn không thì họ cũng đánh giò thủ hoặc là đánh một cái gì đó. Có thể đánh một cái bài dọa ma. Đây có giò. Và giò như thế nào? Hình như cũng là không công giáp. Cũng là không công giáp. Vậy mà con giò này bên mình cũng là không công giáp, là nó ngang phớ thôi. Không khác gì cả. Và tôi nếu tôi đoán không nhầm thì cả hai game thủ sẽ đều đánh một cái bài mà cung ăn một váy. Thậm chí còn không thủ phù. Bên kia vực thì nhìn nhau. Hai ông Omo. Omo nghĩa là trắng bốp. Có lạc đà. 1 BP. Vậy à? Cho dạng thôi. Ba hy sinh ba dân, hy sinh ba dân. Không phải là từ này. Lùi lại. Nó cố gắng ăn con giò. Vậy à? Không đủ diện tích để có thể vậy à? Vâng, đen 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 cái bét. Không. Ông sao mất 6 dân. Đổi lại được con giò. Không vấn đề gì cả. Ăn được con giò. Có bánh xe rồi. Bò luôn lại nó lại không? Bò luôn lại. Quên mất bên kia có lạc đà. Họ có một lạc đà và ăn được 6 dân của mình. Và đằng bên kia cũng là người đang sóc dân. Công phù. Bé. Rất tốt. Và con phù bất bất tử. Được đi. Rất tốt. Ra ăn con phù này. Vâng, họ vừa phù thì lấy đâu mana. Hết mana đến từ chim. Từ con phù của chim. Nhưng mà không ăn được con phù này. Đây rồi. Chết không? Chém không công giáp. Vì như phù họ lên máu thì phải. Sao chém mất ít máu thế nhở? Hình như đã lên máu rồi thì phải. Phù nâng cấp công nghệ máu thì những con phù sẽ là 50 máu. Vẫn bị phù con dần đây. Chặt cây gỗ lẻ. Chặt cây gỗ ở gần. Nâng cấp công nghệ cho phù. Mẹo phù lên máu rồi, rất chi. Nhưng mình cũng vậy. Phù lại con dân. Đế đào vàng, đế đào vàng nhá. Có chắc là chơi phù thắng không? Em ơi, bò lại cái này này. Một cái e ở đây là kín này. Một cái e ở gần cái bãi đá là kín rồi. Đấy, một cái e ở đấy. Kín luôn. Một cái A luôn. Tươi. Vâng, lợi thế thời điểm đầu đang dùng thành dành thuộc về chim. Nhưng mà bây giờ chưa biết thế nào. Chưa biết thế nào, họ đang sóc dân. Chặt cũ 2. Đập dân chăng? Lùi lại. Rồi, vào đây. Vào đây. Vâng, nhà kín rồi. Kín thì những con phù chỉ đứng biết ngó nhìn thôi. Chặt cũ 2 từ rất sớm. Cân bằng lợi thế về tầm xa. Bây giờ thì đi dân ra ngoài. Hoành sẽ nở lại sau tờ này. Rất nhiều phù từ từ em ơi. Nhiều phù lắm ấy nhá, phù công nghệ rồi. Ồ không, họ không đánh một bài chuyển cái gì cả, họ đánh một cái bài mà châu P. Châu P thì mình cứ từ từ thôi, cứ từ từ. Tăng dân vàng. Đúng rồi. P. Rồi. Tí tới này. Tí điều. Bắn. Bắn lại. Rồi, điều phù với tôi đi. Cho một con dân lên 12 giờ. Cho một con qua lên một váy lên 12 giờ. Đấy. Nào. Châu phủ ở chúng tôi à? Châu phủ này cẩn thận, bên kia cũng là bài chuyển qua một váy, nhưng mà Hồng Anh là người chuyển qua trước nên là sẽ có lợi thế hơn. Bây giờ thì truy sát những con phủ này. Xoay dân. Biết bên kia có sóc dân không? Một đánh dâng P mà sóc dân ở nhà thì dị quá. Lùi không? Vâng, lùi. Họ phủ khá nhiều qua một váy.
Không vấn đề gì cả, họ phù được 4 con, mình lại nở được 10 con. Mình là người có chặt gỗ rồi cơ mà. Dân vẫn đang sóc đều, vẽ thêm hai cái ruộng nữa không? Vẽ thêm hai cái ruộng nữa. Một cái, hai cái, chuẩn. 7 cộng 2 rồi, không sợ những con phù. Bây giờ mình đang đứng trên đồi. Có làm một tên soi tham em ơi. Soi tham nhào rồi. 39 dân đến từ chim. Sóc dân kinh thế nhở. Như vậy là họ dâng P mà vẫn sóc dân tại nhà. Cái nhà chim mình ở 6 giờ thì phải. Phải 6 giờ không? 1, 2, 3 chiếc e. Để ý tới này nhá. Họ toàn phù thôi. Tôi nghĩ là sẽ không chuyển qua một váy đâu. Qua váy này là phù của mình. Đi lại bên không, như vậy họ cũng chuyển qua một váy. Có lùi không? Có anh phù kẹp qua một váy vừa nhiều quá. Khó rồi. Như vậy là tỷ số 3-0 thành cho chim. Mà đánh rất hay. Công phù vẫn sóc dân tại nhà. Khó quá. Có vẻ Hoàng Anh mệt rồi.